Giới thiệu với các bạn, đây là hạt giống rau muống lá tri Agribambo 666, giống được phân phối với công ty AgriSan. Giống rau muống lá tri Agribambo 666 cho cây sinh trưởng khỏe, kháng bệnh tốt, độ đồng đều cao, dạng lá tri ăn ngon và ngọt, cây đứng, ít đu ngã, rất ít lá chân, dễ bó. Thu hoạch từ 25 đến 30 ngày, giống đồng đều quanh năm, lượng giống trung bình từ 10 đến 12 kg trên một ngày mỗi vuông, mỗi ngày là gỡ 1 kg. Độ đêm âm trên 80%. Ngày sản xuất là ngày 1 tháng 8 2003. Hạn sử dụng 1 năm kể từ ngày sản xuất.